Xin chào các bạn nha, rất vui vì được gặp lại các bạn ở trên kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ khôi phục và cũng như là lấy lại những cái mật khẩu chúng ta vừa mới xóa trên điện thoại iPhone của chúng ta nha. Nếu như các bạn muốn sử dụng tính năng này thì các bạn nên cập nhật cho iPhone của bạn lên cái phiên bản iOS 17 thì nó sẽ có hỗ trợ đầy đủ hết những cái tính năng mới mà Apple giới thiệu và cũng như là ra mắt hỗ trợ cho chúng ta. Và để sử dụng được tính năng đó là khôi phục và cũng như là xem lại được những cái mật khẩu đã xóa trên điện thoại iPhone thì các bạn sẽ tiến hành làm như sau. Trên điện thoại iPhone thì các bạn sẽ mở phần cài đặt lên cho mình. Và trong phần cài đặt thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục đó là mật khẩu. Ở đây thì các bạn bắt buộc là cần phải nhập Face ID vào. Sau khi mình đã nhập được Face ID hoặc là mật khẩu vào thì mình sẽ vào được cái mục mật khẩu trên điện thoại iPhone. Và các bạn sẽ để ý cho mình nó sẽ có thêm một cái mục nữa đó là đã xóa gần đây. Và khi mà mình bấm vào thì mình sẽ các bạn thấy là khi mà mình bấm vào thì mình sẽ nhìn thấy được cái mật khẩu mà mình vừa mới xóa gần đây trên điện thoại iPhone của mình. Và nếu như mà mình muốn khôi phục lại cái mật khẩu này, mình chỉ cần bấm vào. Và ở đây thì mình sẽ có thêm một cái lựa chọn nữa, đó là mình sẽ có quyền khôi phục lại cái mật khẩu mà mình vừa xóa. Ví dụ như là các bạn muốn khôi phục lại cái mật khẩu chúng ta vừa xóa thì các bạn sẽ bấm vào phần khôi phục. Các bạn bấm vào phần khôi phục ở đây. Như vậy thì cái mật khẩu các bạn đã được khôi phục thành công. Và tương tự như thế thì bây giờ mình sẽ thử xóa thêm. Đây, mình sẽ thử xóa thêm một cái mật khẩu nữa. Mình tiếp tục xóa này. Đó. Và bây giờ thì mình quay trở lại, mình vào phần mật khẩu. Đó, thì trong cái mục đã xóa gần đây thì nó sẽ có thêm hai cái mục mật khẩu mà mình vừa mới xóa, mình chỉ cần bấm vào. Và bây giờ như mình muốn khôi phục lại, mình chỉ cần bấm vào. Sau đó thì mình có thể lựa chọn là xóa vĩnh viễn cái mật khẩu này hoặc là mình sẽ khôi phục lại. Như vậy thì các bạn có thể là sử dụng cái tính năng này để chúng ta có thể là khôi phục và cũng như là xem lại những cái mật khẩu đã xóa trên điện thoại iPhone của chúng ta.